Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Mục sư Samson đã kể lại một câu chuyện. Khi ông về Ấn Độ thấy một ngôi nhà biệt thự gần biển, bán với giá rẻ bèo không ai mua. Họ đánh giá 15.000. Và ông tới xem hỏi xung quanh, và đặc biệt thấy rằng xung quanh không có nhà nào. Ông đặt câu hỏi vì sao? Khi tìm hiểu, người ta nói rằng nhà đó có ma. Và khi hiểu rằng vì nhà có ma cho nên không ai mua, ông ta quyết định mua ngôi nhà đó với giá 15.000 đô la. Và ông kéo nhân sự của mình tới, các mục sư tới, làm một buổi thờ phượng tôn vinh và đuổi quỷ. Ông dọn về đó ở, và nhà không còn ma nữa. Bởi vì Tin Lành nói rằng khi ai nhân danh ta, tin ta nhân danh ta đuổi quỷ. Dùng tiếng mới mà nói, đặt tay lên cái đau được chữa lành. Và sau đó ngôi nhà được dọn dẹp sạch sẽ, có bể tắm ở bên trong, có vườn thật rộng rãi, và họ đã biến trở thành một nơi để cho mục sư đoàn quả tới nghỉ ngơi, nhân sự tới nghỉ ngơi tại bờ biển đó. Và ông nói rằng sau một vài năm tại ngôi nhà đó bắt đầu, người ta dọn tới những nhà giàu có mua đất xung quanh để xây nhà tại khu vực đó. Và nó đã trở nên mấy trăm ngàn bây giờ, mà người ta muốn mua, họ không muốn bán. Cơ hội đặt rất nhiều xung quanh bạn. Chỉ cần Chúa mở mắt cho bạn nhìn thấy cơ hội. Chúa mở mắt cho bạn nhìn thấy cơ hội. Amen. Amen anh chị em. Hãy quay sang người lân cận nói rằng ở trong Chúa có mọi cơ hội. Xin Chúa ban phước cho ban tôn vinh. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa vì ban tôn vinh. Hallelujah. Xin mời anh chị em ngồi. Amen. Tôi suy nghĩ về câu chuyện của mục sư Samson và tưởng tượng ra rằng có một ngày nào đó một đại biểu quốc hội tại Đức này đến gặp chúng ta và nói rằng anh chị em ơi, có một cái nhà văn hóa từ thời Đông Đức mà nổi tiếng ma quỷ tới dọa. Người ta đi ngang qua để bị nó đuổi theo đánh ầm ầm. Có ma lọ, ma xó, rồi ma cột điện. Bán kính 300 mét không ai dám ở. Bây giờ không, chúng tôi không biết làm sao. Và anh chị em thấy chúng ta cần phải làm gì? Và hỏi, thế các ông muốn cái gì của chúng tôi? Ông nói rằng đặc biệt khu vực đó, bọn thanh niên nghiện ngập xì kèm ma túy, cờ bạc và đi điêm rất là nhiều. Thế giờ bây giờ chúng tôi không biết giải quyết ra làm sao. Chúng ta nói, hãy nói chúng tôi cần làm gì. Họ nói rằng tòa nhà đó có ai đến làm chủ được thì tốt. Và tất nhiên chúng ta sẽ cùng nhau tới. Và chúng ta hỏi, thế chúng tôi đến đó, các ông cần phải làm gì cho chúng tôi? Họ nói rằng tôi sẵn sàng đưa khoảng 2 triệu euro để giúp các vị dọn dẹp và sửa sang lại, miễn là các vị đuổi được quỷ tại nơi đó. Giờ tại sao chúng ta lại không có thể ngồi tưởng tượng ra nhiều điều tốt đẹp như vậy? Cứ tưởng tượng, amen, amen. 150 năm trước, có một người bị chộp mũ là thằng khùng. Bởi vì ông ta tưởng tượng sẽ có một ngày con người sẽ bay như chim vậy. Và chính con người đó đã bị chết vì thử bay trên không trung. Mới giữ được 40 mấy giây, ông ta bị rơi ở ngoại ô Berlin này này. Mà tại ông chỗ nơi ông ta chết, nhà kỹ sư vật lý đó, người Đức đã bị chết vì thử bay như chim vào cuối thế kỷ thứ 19. Và tại nơi đó người ta xây dựng cái nhà, cái sân bay bây giờ đó mà sắp sửa chuyển xuống dưới đâu. Nó có tên là Tiger đấy, hay là Tigen gì đó đấy. Mang tên của ông ta. Nhưng người ta đâu có biết được rằng cái ước mơ của con người đó đã trở thành hiện thực. Sau 20 năm ông qua đời, hai anh em người Mỹ đã chộp lấy ước mơ đó và tiếp tục thực hiện ý tưởng của thầy mình. Và họ đã bay. Đến bây giờ hãng hàng không Việt Nam Airlines thừa hưởng cái ý tưởng điên khùng của một con người, bởi vì họ đã ước mơ bay được như chim. Vậy nếu con người không còn ước mơ được nữa thì chúng ta thái hóa thành động vật. Hỡi những bậc phụ huynh ngồi tại đây, bạn có thể cho con của bạn tình yêu, bạn cho con của bạn đồ ăn, đồ mặc, và có thể dạy nó chữ viết, tính toán. Nhưng đọc sách sẽ giúp cho con của bạn tưởng tượng được, và nó có đôi cánh để bay xa hơn ngôi nhà mà nó đang ở. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, hãy giúp con của mình mở rộng trí tưởng tượng nhiều hơn. Amen.
Amen anh chị em. Và tôi và bạn cũng vậy. Tại sao chúng ta càng ngày càng khô cằn hơn? Bởi vì càng ngày càng lớn, càng va chạm nhiều với thực tế của cuộc sống, càng bị lừa nhiều, cho nên chúng ta càng nghi ngờ nhiều hơn, chúng ta càng không dám mộng mơ nhiều, cho nên càng ngày càng khô cằn và ý tưởng của chúng ta càng ngày càng cằn cỗi. Trong một người bạn gái vợ tôi làm trong cái ngành gọi là ngành tìm kiếm những điều gì mới, phát minh về gì, về chim hay động vật gì đó, thử nghiệm về sinh học, họ nói rằng mỗi một năm người ta nước Đức chi cho mấy triệu euro vào cái môn này mà chỉ có mấy chục người làm việc thôi, để họ tìm ra những phát minh, họ tìm ra những ý tưởng mới. Anh chị em ơi, ý tưởng quan trọng lắm. Amen. Thành ra hãy tập tưởng tượng, bạn có thể tưởng tượng, bạn có thể đi tìm kiếm, bạn nhìn thấy những tòa nhà và hãy tưởng tượng ra nhiều hơn. Hội thánh của tôi và bạn có một tòa nhà đủ sức chứa cho hơn 1.000 người. Ở đó có nhiều phòng ốc cho con của bạn ngồi học mỗi ngày chủ nhật. Chúng ta cần ít nhất 5 phòng bây giờ ở bên kia. Người Nga họ không có nhu cầu cho trẻ con. Thế giờ họ không thể tưởng tượng được tại sao người Việt Nam lại cần những 5 phòng ngày chủ nhật. Bởi vì chúng ta muốn cho mỗi lứa tuổi có một phòng, để đúng cái lứa tuổi đó được trang bị kiến thức cần. Nhưng họ thì không có. Họ chỉ cần một phòng thật là to và không cần đủ người ngồi tại đây. Bên ngoài kia thì thừa, ở bên trong thì thiếu phòng. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, chúng ta cần nhiều phòng cho mỗi một lứa tuổi khác nhau. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng hãy ước mơ, cầu nguyện và đạt được điều đó. Hallelujah. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một đề tài. Dường như mỗi một cái ngày chủ nhật đối với tôi là một điều thật là quan trọng. Người Việt Nam trong chiến tranh, người ta gọi là nội chiến giữa Bắc và Nam, cách đây hơn 30 năm, đã khiến cho vô số những tử sĩ hay là liệt sĩ hy sinh mà mất xác. Và vừa rồi, cách đây khoảng 20 năm gần đây mới rộ lên một phong trào, cái người mà ngoại cảm đi tìm kiếm xương của các liệt sĩ. Và vừa rồi VTV1 đã làm một cuộc phóng sự và lột mặt nạ cho nhiều kẻ lừa đảo, đã khiến cho một số những xương của liệt sĩ cháo bằng xương động vật. Có rất nhiều người họ đi xem bói để muốn biết được tương lai sau này ra làm sao. Và mục đích con người rất là muốn tương lai biết được như thế nào. Và ngay ở trong hội thánh, nhiều người mù lòa vì ý muốn Chúa, họ đã đi tìm kiếm một số người đặc biệt trong hội thánh và nói rằng: ông ơi, bà ơi, hãy cầu nguyện xem Chúa phán cho ông bà tôi phải làm gì. Thành ra ở trong hội thánh, ngay cả hội thánh, xuất hiện có một số người bói tử vi, bói ý muốn của Đức Chúa Trời. Bạn ơi, ngày hôm nay tôi sẽ giúp bạn qua lời Chúa lột mặt nạ. Amen. Bạn không cần phải tới một số người xem tử vi thuộc linh đó, mà mỗi chúng ta tại đây đều có thể nghe được tiếng Chúa phán. Chỉ với một điều kiện, chúng ta hiểu được cần phải làm gì từ bản thân của mình. Amen. Thành ra đề tài ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ, đó là nghe tiếng Chúa. Tôi nghe được tiếng Chúa. Bạn có thể nghe được tiếng Chúa. Đừng tin những lời nói nào của một ai tới nói với bạn rằng Chúa phán với tôi rằng bà phải làm điều này điều kia. Hãy cẩn thận những lời nói dạng như vậy. Hỡi như cô gái thanh niên ngồi tại đây chưa chồng, nếu có một nam thanh niên nào tới nói với bạn rằng Chúa phán với tôi rằng em là vợ của anh, thì xin lỗi, đừng tin. Amen. Amen. Nếu ai đó tại đây được nghe một ai đó đến nói rằng ông Chúa phán với tôi rằng hãy bán nhà của ông để dâng cho tôi, nói rằng xin lỗi, nhà này là nhà của tôi, còn nếu Chúa muốn tôi làm thì Ngài sẽ phán trực tiếp với tôi, không cần của ông đổ thảm làm của người khác. Amen anh chị em. Hallelujah. Bởi vậy cho nên hãy hiểu rõ ý muốn của Ngài. Chúa không bao giờ muốn tôi và bạn càng ngày càng mù quáng, ngu dốt và lô lệ. Hãy hiểu được ý muốn của Ngài trên đời sống của tôi. Không phải Chúa chỉ phán với những kẻ đặc biệt. Bạn và tôi đều có thể nghe được Chúa hướng dẫn trong đời sống của mình. Đó là chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay tại đây. Bạn có đặc ân đó.
Hallelujah, amen. Amen anh chị em, hallelujah. Và những người sinh nghe băng này, bà là dân tộc AD tại Tây Nguyên đã từng viết thư cho tôi hỏi làm sao để nghe được tiếng Chúa phán, làm sao để bạn biết được Chúa kêu gọi bạn như thế nào. Kể cả bạn ở bên Nhật Bản, bạn tại Malaysia và bên Mỹ cũng đã viết thư hỏi tôi về vấn đề đó. Thì ngày hôm nay, chủ đề đặc biệt dành cho bạn là những người mà đang trằn trọc băn khoăn làm sao để nghe được tiếng Chúa phán. Hãy nhớ, Chúa luôn luôn yêu bạn một cách đặc biệt như tất cả những người ngồi tại đây và cả với tôi nữa. Thấy ra bạn rất đặc biệt trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy nhận đặc ân đó để lắng nghe lời của Chúa. Bạn được quyền nghe tiếng Chúa dẫn dắt bạn. Amen. Hallelujah. Có một chàng thanh niên lần đầu tiên từ quê được Hàn Quốc mời ra trong một nhóm người khoảng gần 200 sang Hàn Quốc để lao động hợp tác. Anh ta trước khi lên được người nhà gửi cho 17 đô la lẻ và nói rằng đây là số tiền khởi đầu có thể một tuần ăn tại Hàn Quốc. Thầy ra hãy giữ thật là cẩn thận nha. Vì từ nhà quê anh ta ngồi trên chiếc máy bay đó cùng với một loạt đoàn người đi cùng. Trong khi đi được 2 tiếng, người chiêu đãi viên đẩy một cái xe thật lớn mang nước và đồ ăn tới. Anh ta để ý thấy cái người này lấy, người kia lấy. Và cái người đó hỏi, thế ngài cần dùng cái gì ạ? Không, tôi... Nói tiếng Việt, đủ rồi. Anh ta dùng cái tay xua xua như vậy. Và người chiêu đãi viên lại đẩy tiếp cái xe đi hàng sau. Anh ta khát lắm, đói lắm. Và thấy hai người ngồi hai bên ăn rất là ngon lành và uống rất là thỏa thích. Anh ta không hiểu tại sao. Hay là họ đã trả tiền trước nhỉ? Nhưng mà anh ta không dám hỏi. Lại đến lần thứ hai, sau mấy tiếng nữa, người ta lại đưa cái xe ngang qua. Anh ta nói không. Bởi vì chỉ có 17 đô la lẻ. Anh ta không muốn bỏ tiền ra bởi vì biết rằng mỗi bữa ăn mất 2-3 đô, ở nhà cả tháng làm ruộng, tiết kiệm sang Hàn Quốc mà. Đến gần bữa thứ ba, chịu không được vì khát, chịu không được vì đói. Anh ta quay sang hỏi, này, anh là người Việt Nam, tôi muốn hỏi anh, thế mỗi bữa ăn này giá bao nhiêu đấy? Tại sao ăn mà không thấy giả tiền? Giả bao nhiêu? Người bạn đồng hương Việt Nam nói, ô, tôi tưởng anh không muốn ăn. Cái này nó nằm trong vé rồi. Anh ta mới ngã ngửa ra rằng nó không phải giả tiền. Buồn cười không? Bạn nói rằng cái thằng ngốc. Bạn ơi, anh ta không phải là duy nhất đâu. Kẻ đã đứng trước mặt bạn đây cũng đã từng là thằng ngốc 26 năm trước đấy. Khi cậu thanh niên 18 tuổi bay sang Nga học, du học, hãng hàng không Aeroflot, cô chủ đại viên đó rất là xinh đẹp, đẩy cái xe tới nói một tràng gì đó, mặc dù học một năm ngoại ngữ tiếng Nga tại Thanh Xuân mà thấy cô nó mà hồ choáng vì thức ăn sao mà nhiều thế. Giơ tay xua xua, may mà cái thằng ngồi bên cạnh bố nó đi Nga rồi, nó nói rằng tại sao đi xua, mày không thích ăn à? Mà không thích ăn chứ, thế mà lấy đi, vì sao? Không phải trả tiền đâu. Thành ra đừng chê cái người Hàn Quốc kia. Bạn và tôi đã từng có những suy nghĩ như vậy đấy. May mà chưa bị phải thực hiện đấy. Amen. Bởi vậy cho nên có một quyển sách mà có trong tay của bạn và tôi. Ở trong đó có tấm vé mà bạn được nhận qua sự cứu rỗi và Chúa Giêsu. Và quyển sách này hướng dẫn bạn khi ngồi trên chiếc máy bay, bạn được nhận cái gì. Nếu bạn không đọc thì bạn sẽ từ chối những món quà từ Chúa đến trên bạn. Và bạn hỏi tại sao bạn không biết ý muốn Đức Chúa Trời. Quyển sách này sẽ cho bạn đầy đủ mọi sự giải thích về quyền lợi kèm theo tấm vé cứu rỗi mà bạn và tôi đã sở hữu nó trong tay. Amen. Bởi vậy cho nên hãy quay sang người lân cận nói rằng tôi và bạn có thể nghe được tiếng Chúa phán. Trong lịch sử của nhân loại, nó chia ra một số những giai đoạn về thông tin liên lạc. Hãy nhớ cuộc sống của tôi và bạn, nó được phát triển tùy theo, không phải cái đầu của bạn đâu, mà tùy theo mối liên hệ của bạn với thế giới bên ngoài. Không một người nào độc lập mà trở thành kẻ thịnh vượng. Anh chị có amen với tôi không ạ? Bạn đã đọc câu chuyện của Robinson Crusoe chưa? Một kẻ gần 10 năm một mình sống trên hoang đảo, chỉ duy nhất một người da đen mà anh ta đặt tên là người ngày thứ 6. Con người đó dù tài sống sót trong hoang đảo đó nhưng không thể giàu có được,
Bởi vì con người đó đã tách khỏi thế giới loài người. Bạn không thể trở thành triệu phú, tỷ phú hay là người thành công nếu bạn tách biệt khỏi thế giới con người. Bởi vậy cho nên thế giới chúng ta được chia ra một số giai đoạn. Ngành viễn thông khi trao thư từ cho người khác, trong thế kỷ thứ 18 trước đó, người ta di chuyển thư bằng lừa, bằng những con ngựa, phải mất đến cả năm trời thì lá thư từ Âu Châu mới được chuyển tới Á Châu. Đến giữa thế kỷ thứ 19, bắt đầu thuyền mang những tin tức đó đi. Đến cuối thế kỷ thứ 19 bắt đầu xuất hiện ô tô, bắt đầu xuất hiện xe lửa, mang thư từ đi nhanh hơn, mất cả tháng trời. Rồi đến đầu thế kỷ 20 bắt đầu xuất hiện hàng không, mất cả 2-3 tuần, lá thư của tôi từ Liên Xô mới gửi về Việt Nam. Đặc biệt những ai mà đánh áo gió từ Cổ Nhuế sang bên Nga để bán cho người Nga, thông tin liên lạc phải mất cả tuần trời. Giữa thế kỷ thứ 20 bắt đầu xuất hiện điện tín. Họ đánh điện thoại, họ đánh một cái giấy về bưu điện đầu kia, chuyển tới bố mẹ bạn. Xin ông bà 3 giờ chiều ngày mai tới bưu điện của huyện để nghe điện thoại của con ông bà từ Berlin. Phải mất mấy ngày trời thì bố mẹ bạn mới tới được cái bưu điện đó để nghe tiếng con yêu dấu nói rằng: bố mẹ nhớ đánh cái thùng quần bò này sang cho con ngay nhé. Có nhiều khi quần áo sang bên này đã hết mốt rồi. Bắt đầu đầu thế kỷ 21 xuất hiện điện thoại cầm tay và điện thoại xuyên quốc gia và mạng internet. Bây giờ không còn mất mấy ngày nữa, không còn mất mấy tuần nữa, không còn mất mấy năm nữa, mà chỉ mất vài giây, thông tin nóng hổi đã chuyển về Việt Nam: dừng ngay loạt hàng này, không sản xuất nữa. Đã cứu bạn thoát khỏi ế hàng mấy triệu đô la. Bởi vậy cho nên thông tin liên lạc thật là quan trọng. Nhưng tất cả những điều đó đều có những cái hạn chế của nó. Nếu như bố mẹ bạn nằm ngoài tầng phủ sóng thì điện thoại cầm tay của ông bà Việt Nam không còn nghe thấy gì nữa. Anh chị biết lần nào gọi về nhà mà bố mẹ ở ngoài vùng phủ sóng chưa? Xin lỗi quý khách, thuê bao quý khách không gọi được bởi vì nằm ngoài vùng phủ sóng. Và rất tiếc bố mẹ bạn lại đang ở Nghệ An, quê hương quá nhiều mưa nắng bão, thành ra phủ sóng không về vùng có bão, thành ra bạn không thể nào liên lạc được. Có những hạn chế đó. Và bây giờ làm sao biết được ý muốn Đức Chúa Trời? Hãy cùng tôi dở một đoạn kinh thánh. Nơi xa như vậy mà vũ trụ không thể bắn tới. Sách Hebrew đoạn 10 câu 19 đến câu 20: làm sao biết được ý muốn của Đức Chúa Trời? Một nơi xa như vậy. Câu Kinh Thánh nói như sau này: hỡi anh em, và trong đó có cả chị em nữa, vì chúng ta nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi rất thánh. Ở đó cha chúng ta là đấng trả lời. Ở đó không bao giờ ngoài vòng phủ sóng. Khi bạn bước vào huyết Chúa Giêsu thì chính huyết đó mở một con đường mới sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, như là qua xác của Ngài. Hãy nhớ này, huyết Chúa Giêsu sẽ là một cái cầu thang máy, mà khi bạn bước vào đó, nó là cầu thang máy mới và sống đưa bạn thẳng tới nơi bạn cần tới. Anh chị em lần nào đi vào tháp truyền hình tại Berlin chưa? Ai đi vào đó giơ tay tôi xem nào. Nếu anh Đỗ Mạnh Trung cậy chân của mình, dân Thanh Hóa thường đạp đất đội trời, và nói rằng tôi không cần, tôi tự đi bộ lên cầu thang được. Xin mời anh cứ đi bộ 300 mét cao như vậy đến bao giờ mới tới. Còn ai đó đi vào cái cầu thang, bấm đúng nút của nó, chỉ trong vòng có mấy chục giây, thẳng tới nơi rất cao. Bạn bước ra đó ngắm thoải mái, trong khi ông Trung vẫn lọ mọ đến tầng thứ 10 mà không lên được tới nơi, bởi vì ông cậy đôi chân. Còn tôi và bạn bước vào thang máy. Bạn ơi, ở đây Chúa nói rằng huyết của Chúa Giêsu còn nhanh hơn cả thang máy. Khi bạn bước vào huyết của Chúa Giêsu thì chính huyết đó sẽ đưa bạn vào nơi rất thánh. Nó là con đường mới và sống.
không cần có việc làm, bằng chân của bạn và sức của bạn lập tức bước vào nơi chí thánh. Và ở trong đó bạn nhận được câu trả lời từ Đức Chúa Trời. Bạn cần huyết Chúa Giêsu. Amen. Hãy nói với người lân cận rằng huyết Chúa Giêsu cần cho tôi. Hallelujah. Huyết Chúa Giêsu thông mạch handy của bạn. Huyết Chúa Giêsu phủ sóng khắp mọi nơi. Huyết Chúa Giêsu nối mạng cho bạn mà internet hay là thư tín của bạn không bao giờ bị thất lạc. Huyết Chúa Giêsu đến nhanh nhất hơn tất cả mọi điện tín. Câu kinh thánh tiếp theo, Roma đoạn 12 câu 1 câu 2. Đây là điều mà tôi và bạn cần phải làm. Vừa rồi là điều Chúa làm khi bước vào huyết của Ngài. Còn bây giờ tôi và bạn cần làm cái gì? Bạn nói rằng ôi mục sư ơi, tại sao có nhiều khi mục sư biết được Chúa muốn cái gì? Tại sao mục sư biết được có một số người bị bệnh nào? Mục sư biết được có những cái nan đề nào trong những người ngồi tại đây? Bạn ơi, tôi không biết nói y chang như bạn thôi. Nhưng Chúa là đấng mà có thể nói và tôi có thể nghe được. Bạn cũng vậy. Nếu bạn có cái TV tại nhà và nói với người khác rằng các ông bác các bà ơi, tại sao TV tôi không bắt được VTV4? TV của tôi cũng xịn như TV của các vị, mà tại sao các vị xem được VTV4 còn tôi không xem được? Cái người đó hỏi, thế anh đã có anten parabol chưa? Bảo chưa. Thế xin lỗi, làm sao mà bắt được? Anh phải có anten parabol. Còn TV bình thường không bắt được VTV4. Cho nên phủ sóng VTV4 đã trên nước Đức rồi. Người nào sắm parabol thì nhìn thấy được. Còn kẻ mà không có cái dụng cụ đặc biệt đó thì tất nhiên sóng vẫn phủ nhưng bạn không bắt được. Chúa vẫn phán nhưng bạn không nghe được, bởi vì tai chúng ta quá nặng, mắt chúng ta quá mở, không thể nghe được tiếng Chúa phán. Cho nên câu kinh thánh này nói rằng vậy hỡi anh em, cũng một lần nữa nhắc lại câu trước, nói rằng hỡi anh em về công việc của Ngài. Còn bây giờ hỡi anh em, chúng ta cần phải làm gì? Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Anh chị em, gần một tháng qua điện thoại tôi trục trặc, không hiểu nguyên nhân tại sao tất cả tên ở trong đó nó xóa hoàn toàn. Thế ra tôi có hàng trăm số điện thoại không biết chủ nhân của nó là ai, bởi vì chỉ có số thôi, còn tên mất hút rồi. Có nhiều người gọi tôi không nghe được, mặc dù chuông reo. Cái vấn đề ở chỗ không phải mạng của bạn trục trặc, không phải là do bạn gọi đuổi, mà bởi vì cái máy điện thoại của tôi có vấn đề. Vấn đề ở chỗ phải xem lại điện thoại của mình. Bạn nhiều khi mở computer ra, chạy ấp ạch giống như chiếc xe bò quê bạn vậy. Cũng cái máy quả táo cắn dở đó của người hàng xóm, bấm một phát lên ngay, chuyển chương trình lên ngay. Còn quả táo cắn dở nhìn kỹ hóa ra là táo thối của bạn. Đợi cả chục phút cứ quay như vậy. Sao mà mệt thế này, tao cho mày một chát búa cho mày đi đời mày bây giờ. Không phải cái máy đó rồi, mà bởi vì trong cái máy tính của bạn quá nhiều rác, mà cần phải dọn dẹp rác và một số chương trình không cần thiết. Amen. Amen anh chị em. Và lời Chúa nói rằng cái vấn đề không phải là Chúa có nan đề không phán với bạn, mà vấn đề chỗ chúng ta phải làm sạch thân thể của mình, phải thay đổi thân thể này để nó là của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh chị em. Có nhiều kẻ thờ phượng Chúa mà không phải lẽ. Người ta quỳ gối cởi trần, lấy dây da có những dấu đinh vụt vào người như vậy này, vụt cho máu tóe ra như vậy, và nghĩ rằng như vậy Chúa nhìn thấy thương xót con ơi, tội nghiệp mày quá, mày muốn gì ta cho. Xin lỗi, không phải. Bạn đang hành xác, Chúa không muốn bạn làm như vậy. Cũng thờ phượng, họ nghĩ là đúng mà thờ phượng sai. Amen. Amen anh chị em. Có hai cô gái Hàn Quốc sau một đại hội đi về, lũ đến che lấp cái cầu. Hai cô nắm tay nhau la thật to rằng các bạn ơi, các bạn đang đợi tàu đến đưa các bạn sang bờ bên kia, nhưng chúng tớ không cần tàu. Phêrô ngày xưa đi bộ trên mặt nước được thì chúng tớ cũng đi bộ trên mặt nước được. Hãy nhìn đây, hai đứa nắm tay nhau gồng mình để có đức tin, mồm xì một mép công bố rằng chúng ta đi bộ trên mặt nước. Cả hai cùng lao mình xuống dưới sông. 7 ngày sau, 4 ngày sau, người ta tìm thấy xác ở cuối sông chết bởi vì sự mù quáng. Thờ phượng như vậy không phải là phải lẽ,
Chúa không cần cái chết vô ích đó. Amen. Amen. Tiếp theo câu Kinh Thánh. Đừng làm theo đời này. Đấy, Chúa nói như vậy đấy. Cái đời này họ thờ phượng Chúa theo nhiều cách mà họ nghĩ, chứ không phải cách mà Chúa muốn. Họ nghĩ rằng phải hành xác, họ nghĩ rằng phải thật nghèo khổ, họ nghĩ rằng quần áo phải thật bẩn và thối tha thì mới là thánh sạch. Xin lỗi, không phải. Lời Chúa nói tiếp rằng đừng làm theo đời này, hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Tiếng Việt ở đây dùng từ tâm thần không đúng, mà đúng của nó là bằng sự đổi mới của tâm trí mình. Hãy nhắc lại cùng tôi, tâm trí mình. Tâm thần không ai tự thay đổi được, bởi vì cái lòng con người chỉ có Chúa mới có thể thay đổi được. Bạn có thể đổi tim, nhưng không ai đổi lòng được. Chỉ có Chúa tạo ra lòng bạn mới thay đổi được lòng của bạn. Người ta đổi tim, và có ai đó trong tương lai đổi thận. Nhưng lòng không ai, bác sĩ nào đổi được lòng. Chỉ có Chúa tạo ra nó mới có thể thay đổi được thôi. Còn ở đây nói về tâm trí là đầu óc của bạn cần phải thay đổi. Amen. Và tiếp theo nè, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Bạn ơi, bạn có thể biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Chúa là tốt lành, là trọn vẹn, là đẹp lòng như thế nào. Bởi vậy cho nên chúng ta cần dâng thân thể của mình cho Ngài. Amen. Amen. Hãy nói rằng amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Như vậy, câu Kinh Thánh vừa rồi bạn nhìn thấy, bạn và tôi được Chúa ban quyền phép cho bạn được biết ý muốn của Ngài, với một điều kiện: các con phải làm điều này thì điều kia sẽ xảy ra với các con. Amen. Amen. Ngày hôm qua, cả nhà tôi, hai vợ chồng và hai thằng con cùng với thằng bạn của Danny đi tắm ở một cái bể bơi. Và Jeremy nó nghĩ ra một cái trò chơi đặc biệt lắm. Nó bảo: papa lại đây. Chúng tôi đi xuống dưới nước, tất nhiên tôi không biết bơi, chỗ nông nông thôi. Thằng con trai út của tôi, nó nằm ngửa trên mặt nước như vậy. Nước phủ đến hết mặt của nó như vậy. Chỉ còn mỗi cái mũi ở trên thôi, nó nằm như vậy. Xong tôi ngồi bên cạnh, tôi nhìn, con muốn cái gì? Nó nhìn tôi mà hồi, nó nhồm lại, ấy nước bảo: papa nói đi. Nằm xuống như vậy. Tôi nói: Jamie, bao nhiêu con? Nó trồm lên: Jamie không nghe thấy gì. Lại nằm xuống nước chắn ở đây. Tôi mới hỏi nó: con biết tại sao con không nghe thấy gì không? Nó bảo: Jamie biết chứ, vì nước ở trong tai. Bạn ơi, cái vấn đề ở chỗ là có nhiều khi chúng ta bị nước vào tai. Chúng ta bị nước vào tai, cho nên Chúa phán chúng ta không nghe thấy gì. Amen. Thành ra có nhiều khi, xin chào hết thầy anh chị em, hãy chui đầu ra khỏi nước đi. Đừng lặn mãi như vậy, cứ lặn ngụp ở trong cái thế gian này, Chúa phán đến bao giờ mới nghe được nữa. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Và con trai của tôi dạy cho tôi một bài học cho chủ đề ngày hôm nay: hãy để cho nước ra khỏi tai đi. Còn có nhiều khi, nhiều người giống như Jeremy đó, nằm nửa người trên mặt nước, nửa người nằm dưới mặt nước, nửa người ở trong Chúa, nửa người ở ngoài Chúa. Thế là Chúa phán không nghe thấy gì. Rõ ràng papa nói rằng: bà yêu con, mà nó không nghe thấy gì. Dẫn trồn lên nói: papa nói đi. Và chúng ta cũng kêu như vậy: Chúa ơi nói đi. Và nếu Chúa không nói, con đi tìm người khác để nói thay. Lời Chúa nói: hãy dâng thân thể của mình là của tế lễ sống thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, và thờ phượng Ngài. Ở đó bạn và tôi khi thờ phượng theo lẽ thật thì Chúa chắc chắn sẽ bày tỏ cho bạn, cho tôi 5 năm, 10 năm, 20 năm tương lai của bạn và tôi làm cái gì. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Roma đoạn 8 câu 14-16. Sắp sửa kết thúc rồi đấy. Bạn có cái điện thoại cầm tay, người khác gọi đến cho bạn, bạn không nghe thấy gì. Người ta hỏi: tôi gọi điện cho anh mà sao anh không thấy bật máy? Bảo: rõ ràng máy tôi vẫn hoạt động đấy chứ. Cuối cùng bạn phát hiện ra ở trong máy của bạn đã cất cái sim card, mà khi về Việt Nam bạn tháo ra dùng cái sim khác chưa thay vào khi trở lại Đức. Phải có sim card đúng số của nó thì người ta gọi tới bạn mới nghe được. Cái sim card đó hiện nay đang ở trong lòng của bạn để bạn nghe được tiếng Chúa phán. Kinh Thánh chép rằng: vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt
đều là con của Đức Chúa Trời. Ở đây từ dẫn dắt ở đây cho bạn hiểu rõ hơn là hết thảy kẻ nào được Chúa Thánh Linh, được Chúa Thánh Linh dẫn dắt bạn, chỉ dạy bạn, hướng dẫn bạn, người đó là con cái Đức Chúa Trời. Có nghĩa là khi bạn là con cái Đức Chúa Trời thì ở trong bạn có một đấng, như câu kinh thánh tiếp phía dưới nói rằng: thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn trong sự sợ hãi. Hay là nghe này, hay là nghe này, hay là nghe này, hết thảy những đứa con khi tiếp cận với cha mẹ mà trong sự sợ hãi, các con phải thay đổi và bố mẹ cũng phải thay đổi. Đừng bao giờ xây dựng mối quan hệ với con của mình, với vợ của mình, với chồng của mình, ngay cả tôi nữa. Người lãnh đạo không thể xây dựng mối quan hệ với nhân sự của mình qua sự sợ hãi. Bởi vì khi bạn càng xây dựng sự sợ hãi như vậy, người ta càng sợ bạn. Và trong sự sợ hãi đó có hạt giống của tôi mọi. Lắng nghe này, trong sự sợ hãi có hạt giống của tôi mọi. Ma quỷ gieo sự sợ hãi qua bói toán tử vi để điều khiển bạn. Chúa không bao giờ điều khiển bạn như một con rối. Ngài cảm động lòng của bạn, vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Hỡi con cái Đức Chúa Trời, hỡi những người làm chồng, hỡi những người làm cha mẹ, hỡi những người lãnh đạo và các trưởng nhóm tế bào, đừng bao giờ kiểm soát những người khác bằng sự sợ hãi. Hãy cảm động lòng của họ, hãy thuyết phục họ, hãy dạy họ, hãy hướng dẫn họ, hãy trang bị cho họ, để họ vừa muốn vừa làm, vừa yêu vừa thích làm điều mà bạn muốn họ làm, mà trước đó thậm chí họ không muốn làm. Amen, amen. Ở trong sự sợ hãi có thần trí của sự tôi mọi. Hãy quay sang người lân cận hỏi họ xem: thế có sợ tôi không? Nghiêm túc đấy, không phải đùa đâu. Một lần nữa hỏi người bên kia: thực sự có sợ tôi không? Sợ là sợ bạn đấy chứ không phải là sợ mục sư đâu nhá. Sợ bạn. Nhưng bạn đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. Tại sao lại là con nuôi? Bởi vì nhờ Chúa Giêsu mà bạn được Đức Chúa Trời gọi làm cha. Chúa Giêsu được sinh ra từ Ngài. Còn bạn và tôi bởi đức tin để trở thành con của Đức Chúa Trời. Và Chúa vẫn coi con nuôi đó với con của Ngài là Chúa Giêsu như nhau. Và lời Chúa nói tiếp rằng chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng, hay nói một cách khác rằng chính Đức Thánh Linh nói cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Ở trong lòng của bạn là cái điện thoại cầm tay, còn Đức Thánh Linh đó là cái sim card đã được gắn trong lòng của bạn. Nhờ cái sim card đó nói cho bạn biết rằng có điện thoại gọi tới. Có điện thoại gọi tới. Không có sim card đó, người ta gọi tới bạn không bao giờ nghe thấy. Bởi vậy cho nên hãy để ý tới hai đại từ ở trong cái câu này: Đức Thánh Linh lòng chúng ta, Đức Thánh Linh lòng chúng ta, Đức Thánh Linh lòng chúng ta. Amen. Đức Thánh Linh ở trong lòng của bạn. Ở lòng của bạn cũng có tiếng nói, Đức Thánh Linh cũng có tiếng nói. Và hai điều đó ở chung trong một con người của bạn. Và Chúa Thánh Linh nói với lòng của bạn: nếu lòng của bạn không được tái sinh, nó mù tịt. Nếu bạn không được tái sinh, Đức Thánh Linh không có ở trong lòng của bạn, những kẻ chưa được tái sinh không biết thờ phượng Chúa thật đâu. Amen, amen, hallelujah. Bởi vậy cho nên tôi và bạn khi là con cái Chúa, chắc chắn chúng ta nghe được tiếng Chúa phán: Chúa Thánh Linh đang ở trong bạn, Chúa Thánh Linh đang ở trong bạn. Câu kinh thánh tiếp theo, sách Giăng đoạn 10, đây là câu cuối cùng này. Giăng đoạn 10 câu 1 trở đi, đây là một lời khẳng định. Bài giảng của tôi ngày hôm nay với chỉ mục tiêu khẳng định cho bạn nhìn thấy lời Chúa dạy bạn và dạy tôi. Bạn và tôi khi là con cái Chúa, chắc chắn chúng ta nghe được tiếng Chúa phán. Không cần phải chạy đi xem bói thuộc linh. Chúa kể lại về chính Ngài như sau: quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào trước nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Tiếp theo, người canh cửa mở cho chiên, chiên nghe tiếng người chăn, người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên
quen tiếng người, nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Một người chăn chiên tại vùng núi Kapkazer, một đêm ngủ say sưa, khi tỉnh dậy đàn chiên mất sạch banh. Cả một ngày đi tìm kiếm phát hiện ra cách đó mấy ngọn đồi, một kẻ trộm đã lấy toàn bộ bầy chiên của anh ta, sát nhập vào bầy chiên của họ. Và bây giờ không còn biết chiên nào là chiên của anh ấy nữa, còn chiên nào chiên của kẻ ăn trộm kia. Anh ta túm và bắt rằng trả chiên cho tôi. Người kia nói rằng đây là chiên của tôi, và bây giờ anh thử xem chiên nào là chiên của anh. Không biết phát hiện ra chiên kiểu gì, họ đưa nhau ra quan tòa. Quan tòa nghe cả hai bên, định tội và buộc tội. Và cuối cùng quan tòa nói, ok, hãy đưa ta tới với chuồng chiên. Hàng trăm con chiên đang lúc nhúc, làm sao biết được chiên nào của ai, và ai là kẻ ăn trộm, ai là kẻ vu khống. Viên quan tòa nói với một người, là cái người mà nói rằng đây là cả đàn chiên của tôi. Quan tòa nói, không cần cầm áo đâu, tôi cầm vậy. Quan tòa nói, ê, kêu đi, gọi chiên đi. Người kia nói, đây là tiếng kêu của người chặn chiên. Và người đó đi trước. 1/3 đàn chiên đi theo anh ta, còn 2/3 ngơ ngác đứng lại. Quan tòa quay sang cái người bị mất chiên, nói rằng, anh kêu đi. Anh chàng nói, y chang cái giọng của hồi kia, đi trước. 2/3 còn lại không còn ngơ ngác nữa, đi theo tiếng gọi của anh chàng mà bị mất chiên đó. Quan tòa nói, quan ơi, bắt ngay cái thằng này lại, nó ăn cắp chiên của người ta. Cái người mà chỉ có 1/3 chiên nói, tại sao ông lại bắt tôi, tại sao ông lại bắt tôi. Quan tòa nói, chiên nghe tiếng người chăn. Ngươi chỉ có 1/3 bầy đàn thôi, còn tối hôm qua ngươi ăn cắp chiên của người khác. Bởi vì 2/3 này không hề nghe tiếng của ngươi, ngươi là kẻ ăn cắp. Và lúc này hắn cúi đầu nhận tội để được thoát, giảm án. Câu chuyện này nói với chúng ta một nguyên tắc rất đơn giản. Chiên của người nào sẽ quen tiếng của người đó. Amen. Hallelujah. Amen. Trong cả một đàn con trong trại trẻ cũng đều khóc. Nhưng bạn biết được khi nào con bạn khóc. Amen. Bạn nghe tiếng con của bạn. Tôi nhớ đến thăm một đôi vợ chồng tại Moscow để thăm viếng họ. Đang ngồi nói chuyện, họ vừa mới đẻ con, thằng con trai được 2 tháng đang ngồi. Thằng con kêu chỉ chạy ra 15 phút, quay trở lại nói, xin lỗi mục sư, nó đái. Sau đó lại ngồi nói chuyện được một lúc sau lại chị đi vào khoảng 15-20 phút sau lại đến nói chuyện, xin lỗi mục sư, nó đói. Trong khi ngồi như vậy nó ngủ ngon. Tôi hỏi chị Hồng ấy, tôi rất là lạ, cũng một tiếng kêu, lúc đầu chị biết nó đái, lúc sau chị biết nó đói, tại sao chị phân biệt tài như vậy? Chị nói rằng đơn giản lắm mục sư, vì tôi là mẹ của nó. Câu trả lời sao mà đơn sơ thế? Không một nhà tâm lý học nào phân tích được cái tiếng kêu đó vì sao. Nhưng người mẹ biết từ khi nó còn là một đốm đen ở trong lòng của mình, ở trong bào thai đó. Dấu hiệu của nó từ khi còn nhỏ đó, nó chỉ là một đốm đen lớn dần bằng ngón tay út vậy. Bà ta đã cảm nhận được dấu hiệu của nó. Lúc nào nó trở mình, lúc nào nó đau từ trong bụng cả. Thì làm sao con của người đó khi kêu mà lại không biết nó đái hay nó đói? Bởi vậy Chúa mới nói rằng, ngươi nói ăn gì uống gì mặc gì, không, ta là cha ngươi đã biết ngươi cần sự gì trước khi ngươi kêu. Amen. Amen. Bạn là cha người mẹ, khi con trai của bạn trẻ thế, bà, bạn thừa biết nó muốn xin tiền mua đồ chơi rồi, chưa cần nói đã biết con muốn gì, huống chi đặc biệt các bà vợ nhé. Ông chồng mà thấy, ôi hôm nay em xinh đẹp quá, tuyệt vời quá, biết ngay muốn gì. Nha. Huống chi cha chúng ta ở trên trời lại chẳng biết con cái mình muốn cái gì trước khi nó cầu xin. Amen. Hay vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Lời Chúa nói, chiên quen tiếng người chăn. Như vậy, điều kiện đầu tiên cần để nghe được tiếng Chúa phán, bạn phải là chiên của Chúa. Không là chiên của Chúa, không bao giờ nghe được tiếng Chúa nói. Hồi mới lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi nói chuyện điện thoại với bố tôi tại Việt Nam năm 97,
lần đầu tiên nhà mắc điện thoại. Bên kia đầu dây có một người nói giọng mà èo 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 èo, ngay, không phải tiếng của bố tôi đã từng quát mắng ngày xưa còn nhỏ. Tôi tưởng là một ai đó đang moi tin tức, một người an ninh tìm cách để mà buộc tội tôi. Tôi bảo, ông là ai? Đầu kia cũng tưởng rằng một cái nhân vật nào đó đang moi tin tức của bố tôi. Thế người là ai? Bảo tôi là ông, cho là ai đó? Hùng, xin là bao nhiêu? Ông đang điều tra tôi. Tôi cũng điều tra ngược lại vì hồi đó tôi đang bị bắt bớ tại Moscow. Họ nghi tôi là phản động, đi theo tin lành của Mỹ, phản động. Và cuối cùng khi kể lại một số những sự kiện về quá khứ thời thơ ấu, tôi nhận ra, bố, sao có cái giọng gì mà lạ thế? Bạn lần đầu tiên ghi âm lại tiếng của bạn, sao bạn nghe lại mà xem thấy nó ngay ngái lắm. Không phải cái giọng mà bạn nghe thẳng từ tai của bạn qua cái giọng miệng đâu. Thì cũng như vậy, nhưng bây giờ đó, sau khi mấy chục năm nghe quen giọng bố của mình rồi, ông có giả giọng Trung Quốc, thì tôi vẫn nhận ra bố chứ còn ai. Amen. Có lần tôi bấm điện thoại về bằng số dịch vụ từ Đồng Xuân, có nghĩa là gọi xong hết thì là vứt. Thế ra ông không nhận ra số lên số của tôi. Gọi điện thoại về, ông ạ, xin lỗi ai đầu dây đó, tôi Trần Anh Ngoan đây. Tôi bảo, người yêu đây. Đầu kia bảo, thằng Hùng chứ còn ai. Yeah, khi đã quen tiếng rồi, bao giờ cũng biết được nhau. Sự rung động của trái tim, amen. Ở đây lời Chúa nói rằng, đầu tiên bạn phải là chiên của Chúa, đầu tiên bạn phải là chiên của Chúa. Rồi sau đó điều kiện đủ là bạn phải thường xuyên trò chuyện với Ngài. Amen. Có một cậu bạn của tôi viết trên Facebook viết rằng, anh chị em ơi, lạ chưa, có một thằng hacker, thằng phá mạng đấy, nó lấy nickname của vợ tôi mà lại chuyển thư cho tôi nói rằng yêu tôi và chuyển tiền vào công tô này để mà mua điện thoại. Có đều không cơ chứ? Có nghĩa là có một tên đều ăn cắp cái tên của vợ anh ta, viết vào chuyển tin nhắn cho anh chàng này nói rằng em rất yêu anh. À, đúng là giọng của vợ rồi, yêu là đúng rồi. Nhưng mà lại viết thêm dòng nữa rằng anh hãy chuyển tiền vào chỗ này, sao mà ngu thế? Lừa như vậy thì ai người ta tin? Chuyển tiền vào công tô này để em mua cái điện thoại này. Và người đàn ông đó đã phát hiện ngay cái tên đẻo. Bạn ơi, khi bạn tương giao với vợ bạn thường xuyên rồi, bạn biết nhu cầu của nàng, bạn biết nàng muốn gì. Và khi nghe một vài cái tin lạ đó, bạn phân biệt được ngay. Amen. Khi bạn đang cầu nguyện, nhắm mắt kiêng ăn 3 ngày, bỗng nhiên Chúa phán với bạn rằng, con trai ơi, vợ thằng hàng xóm sắp tới là vợ con đấy. Thì hãy nhớ rằng, đây là Chúa tôi, không phải là Chúa đâu. Vớ vẩn. Amen. Amen anh chị em. Vì bạn có mối tương giao thường xuyên với Ngài, cho nên có hai điều kiện cần. Một, phải là chiên của Chúa. Hai, là bạn phải biết Ngài, biết lời của Ngài và quen giọng Ngài. Hãy nói với tôi từ quen. Quen không phải là ngày một ngày hai đâu anh chị em. Không ngày một ngày hai đâu, ngay khi lấy vợ đấy, phải mất cả năm trời mới quen được đấy. Không phải tìm hiểu giai đoạn đó là đã biết hết nhau đâu. Tôi và vợ tôi sống với nhau 15 năm, gần 15 năm mà đã hiểu hết nàng đâu. Bản thân tôi sống với tôi 44 năm còn chưa hiểu hết tôi. Tôi buồn nhiều khi chả hiểu vì đâu tôi buồn. Tôi ở với tôi, biết thằng tôi của tôi 44 năm rồi. Thế mà nhiều khi mình không biết tại sao mình lại làm như vậy. Huống chi ai có thể khẳng định rằng tôi biết cô ta 150%. Không có. Và nếu như chúng ta không hiểu hết mình, nếu như chúng ta không hiểu hết người khác, thì đừng bao giờ khẳng định chúng ta hiểu hết Đức Chúa Trời. Amen. Việc chúng ta tiếp tục yêu, tin và bước theo, mỗi một ngày đi theo, Chúa sẽ cho chúng ta hiểu về Ngài thêm. Và chúng ta càng ngày càng quen Ngài về bản chất và quen Ngài về sự hướng dẫn. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy nào. Hallelujah. Cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Hallelujah. Chúng ta hãy cùng nhau đến với Chúa cầu nguyện. Ngày hôm nay, có ai đó tại đây, bạn nói rằng, mục sư ơi, tôi rất muốn làm chiên của Chúa. Để mà nghe được tiếng Chúa nói, tôi rất muốn là chiên của Ngài. Bạn nói rằng, làm sao để trở thành chiên của Chúa để nghe được tiếng Chúa nói? Tôi sẽ giúp bạn. Miễn là bạn ước ao mong muốn như tôi 22 năm trước, bạn có thể đứng tại chỗ của mình, giơ cánh tay của bạn lên cao và nói rằng, tôi đây,
tôi muốn được là chiên của Chúa Giêsu bắt đầu từ ngày hôm nay. Nếu bạn chưa một lần nào xưng Giêsu là Chúa, nếu bạn chưa một lần nào nói rằng Giêsu ơi, bước vào đời sống con, làm Chúa, làm cứu Chúa đời sống con, hãy giơ cánh tay của mình lên ngày hôm nay. Tôi muốn hướng dẫn bạn đến gặp Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Còn ai nữa không? Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin mời những người này lên phía trên này nào. Cảm ơn Chúa, lên phía trên này được không? Những người giơ cánh tay đó lên phía trên. Tôi muốn hướng dẫn bạn đến gặp Chúa Giêsu nào. Xin mời lên phía trên. Bắt tay con. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa nào. Amen. Hallelujah. Xin Chúa ban phước. Amen. Hallelujah. Xin Chúa ban phước. Amen. Hallelujah. Người chị em kia phải trông con, có thể đứng tại chỗ của mình cũng được. Và bây giờ hãy nhắm mắt lại. Mục sư sẽ cầu nguyện trước. Các bạn hãy nhắc lại lời cầu nguyện của tôi. Kính lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay con tin Ngài chết thay tội cho con, và Ngài đã sống lại. Chúa Giêsu ơi, bước vào đời sống con, làm Chúa, làm chủ cuộc đời con. Ngày hôm nay con là chiên của Ngài, Ngài là người chăn dắt con. Hãy hướng dẫn cuộc đời con, hãy làm chủ cuộc đời con. Con cảm ơn Chúa, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cha ơi, con cầu nguyện cho những con người này. Con cũng bơ vơ cách đây 26 năm, 25 năm trước, nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đã cứu con 22 năm trước là con của Ngài. Ngày hôm nay những con người này là con cái của Chúa. Hãy dẫn dắt họ trong cuộc sống này, không một sự lo lắng sợ hãi tương lai nào lấn át và tấn công họ. Ban cho họ bình an. Ngày hôm nay hãy nói với họ và giúp họ nghe tiếng của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con giao phó những con người này và người chị em đã đứng phía dưới nữa trong tay Chúa. Và con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúc mừng. Có thể quay mặt lại phía dưới nào. Đây là gia đình của bạn. Đây là gia đình của bạn. Hãy đến bắt tay họ. Hãy đến chúc mừng họ. Hãy vỗ tay to hơn. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Amen. Mời trở về chỗ ngồi của mình. Cuối buổi kết thúc có một bàn ăn ngoài kia để trò chuyện, làm quen với nhau. Hallelujah. Trước khi chúng ta cầu nguyện kết thúc, tôi muốn nhắc anh chị em này. Năm 93 vào tháng 11, một sinh viên trường mỏ ở Moscow, tôi mới tin Chúa được hơn một năm. Chúa đã nói với tôi một buổi sáng nọ khi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho Việt Nam và nhìn thấy bản đồ Việt Nam hình chữ S. Đầu tiên lửa cháy. Xin lỗi, đầu tiên huyết Chúa đổ từ Bắc vô Nam. Huyết đổ từ Bắc vô Nam, chảy từ miền Bắc xuống miền Nam. Và huyết đổ tới đâu đó thì lửa cháy đằng sau tới đó. Huyết chạy trước, lửa cháy đằng sau. Và khi lửa cháy đến đâu thì xuất hiện có những cây thập tự. Và tôi nhìn thấy 7 cây thập tự lớn nhất được mọc lên tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn. 7 cây thập tự lớn được mọc lên qua huyết và lửa Thánh Linh. Và tôi hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, 7 thập tự này là điều gì? Và Chúa nói với tôi rằng đây là 7 trung tâm truyền giáo cho Lào, cho Campuchia và cho miền Nam Trung Quốc. Khải tượng đó đến bây giờ vẫn ở trong tôi, và nó được gieo cho hàng chục, hàng trăm những con người ở hội thánh đầu tiên mà tôi làm mục sư tại Moscow. Họ đang tiếp tục làm thành khải tượng đó tại Việt Nam. Bạn ơi, tôi đang nhắc cho bạn điều mà tôi đã được nhận năm 93. Nó vẫn tiếp tục bùng cháy và không thể dập tắt được trong tôi, mặc dù nhiều thế lực tìm cách cản trở. Nhưng Chúa càng nén thì khải tượng càng nóng và càng mạnh từ bên trong. Và đây là cơ hội để nó bùng phát. Tôi cùng với con trai tôi đi xe máy ngang qua sân Mỹ Đình. Tôi nói với một thằng đầu tiên, rồi với một thằng thứ hai, vì cả hai lần đều đèo nó đi ngang qua, nói: con à, đây là chỗ con năm ngoái thả diều, năm kia thả diều tại đây, nhưng sẽ có một ngày nó sẽ mở cửa cho ba và cho con, cho những con người có mặt mà con nhìn thấy tại Berlin và Moscow. Họ và chúng ta sẽ vào nơi đây để giảng tin lành. Bạn đừng co thắt mình lại, đừng tự tin và mặc cảm. Tôi không muốn kiểm soát bạn, bởi vì càng kiểm soát, bạn càng bị đè nén ân tứ và khả năng tiềm ẩn bên trong của bạn. Hãy tự do bùng phát. Bạn phải được phát triển tự do để Việt Nam phải được cứu. Amen. Không một ai được quyền kiểm soát, chỉ có Chúa là đang hướng dẫn cuộc đời của bạn. Lời Chúa nói:
Việt Nam không còn đổ huyết bởi chiến tranh nữa, nhưng Việt Nam sẽ được rửa bằng huyết Chúa Giêsu, cũng lời tiên tri đó tại Moscow. Bạn ơi, nhiều năm vừa qua, mấy tháng vừa qua, tôi có Facebook và khi liên hệ với một số người. Mấy ngày vừa rồi tôi có nâng đỡ một người chị em bên Lào. Chị tên là Nguyệt, có cái tên đằng sau là người Lào. Sau nhiều lần tâm sự, trò chuyện và nâng đỡ, tôi mới giật mình hỏi: chị có người thân nào tại Berlin không? Chị nói rằng có hai đứa em, nó tên là Lai và tên là Phương. Tôi nói, bắt được thủ phạm đấy rồi. Tôi nói với hai đứa em của chị cho tôi điện thoại và số của chị để liên lạc, mà không có. Bây giờ chính chị bảo tôi lâu lắm rồi, kết bạn với mục sư mà, và nghe những bài giảng trên mạng. Và chị nói rằng ước ao được tiếp đón những con người từ Berlin sang Lào. Bạn ơi, nó là vô tình à? Nó là vô tình hay sao? Không, không phải là vô tình. Đó là một chương trình của Đức Chúa Trời. Một người hầu việc Chúa trong hội thánh nọ tại Phnom Penh viết thư: mục sư ơi, Việt Nam đang bị chèn ép tại Campuchia, nhiều người nổi lên và bài xích người Việt Nam, hội thánh đang bị o ép, làm sao để phát triển công việc tại đây, hãy cầu nguyện cho tôi. Viết thư cho tôi. Không phải chỉ một người, những người dân tộc ED tại Tây Nguyên, những người tại Hờ Mông tại Tây Bắc, họ đang cần tôi và bạn. Và bây giờ, điều gì khiến cho tôi và bạn được mạnh? Không phải cơ bắp, không phải hiểu biết ở trường lớp, không phải nhận thức của bạn từ trong lòng, mà lời phán từ trời. Cho nên mỗi người cần phải học cách nghe tiếng Chúa hướng dẫn mình. Sai cũng được, nhưng bạn sẽ học được Chúa dẫn dắt bạn ra làm sao. Nào, hãy nhắm mắt lại cầu nguyện. Bắt đầu từ bây giờ hãy làm quyết định. Chúa ơi, con là chiên của Ngài, Ngài là Chúa của con. Hãy giúp con thực hiện lời hứa này này. Chúa phán với con bất kỳ một lời nào dù nhỏ, khi con biết chắc chắn Chúa phán, con sẽ thực hiện. Mở mắt nhìn tôi này. Bạn có con, khi con bạn không chịu nghe lời bạn, bạn sẽ có cách để nói cho nó hiểu được bạn. Chúa, Ngài không kém bạn tới mức độ bạn là con của Ngài, nói bạn không hiểu mà Ngài chịu. Ngài sẽ có cách, với một điều kiện, bạn phải muốn nghe nữa cơ. Còn nếu mà Chúa phán với bạn mà biết thừa rằng con nói nó cũng chẳng thực hiện, thì nói làm gì? Có lần tôi cầu nguyện xin Chúa phán Phấn Hưng tại Moscow. Tôi chờ đợi Chúa phán rằng bắt đầu từ ngày mai phép lạ xảy ra. Quỳ gối cầu nguyện, Chúa nói với tôi rằng hãy xin lỗi thằng Quân. Một thằng ở trong phòng vừa cãi nhau lầy lửa hôm qua. Tôi bảo không phải, từ Chúa, con mà xin lỗi nó thì con thua rồi, đang cãi nhau, xin lỗi là thua. Chúa bảo không phải, nó là đến từ ta đấy, hãy xin lỗi đi. Tôi bảo không, nó đâu có tức con đâu, hãy xin lỗi. Tôi thấy một cái lời Chúa phán với tôi quá là vặt vãnh. Tôi đợi phép lạ cơ. Thế mà Chúa nói rằng hãy xin lỗi thằng Quân, là thằng đàn em mới cãi nhau với Chúa hôm qua. Tôi nghe lời Chúa và nghĩ rằng Chúa nhầm rồi. Đến gặp nó, xin lỗi Quân, anh xin lỗi em vì ngày hôm qua. Nó mặt bừng lên, nó nói dưa ông chưa, ông chưa. Tôi biết ngay đúng rồi. Và bắt đầu từ đó, tôi biết được giọng của Chúa nói với tôi như thế nào. Anh ơi, bạn ơi, chị ơi, em ơi, hãy học tiếng của Chúa nói lúc ban đầu. Hãy thử phát hiện tiếng của Ngài, dù có thiệt hại, nhưng sau đó bạn biết được rằng cứ cái kiểu đó là Ngài đấy. Rồi bạn sẽ được nghe Chúa nói cho cả một cộng đồng, Chúa nói cho cả một quốc gia. Bắt đầu từ bạn trước. Bắt đầu Chúa phán với nhu cầu của bạn trước. Và bắt đầu từ đó, bạn mới có thể thử nghiệm trên người khác được. Nào hãy cầu nguyện bắt đầu từ mình nào. Triệu phú bắt đầu từ con số 1 là bạn bây giờ. Thành công bắt đầu từ số 1 là bạn bây giờ. Không có ai nhờ xổ số mà được ngay triệu mà giữ được nó. Hãy bắt đầu từ số 1 là bạn. Đừng khinh số 1 bởi vì nó quan trọng. Hãy đặt Ngài làm chủ số 1 là bạn ngày hôm nay. Và nói rằng Chúa ơi, hãy nói với số 1 là con ngày hôm nay, dù phải thiệt hại con sẽ thực hiện nó. Nhưng con học được nghe tiếng Chúa nói ngày hôm nay.
để cuộc đời của con, gia đình con cái, vợ chồng, bố mẹ con được thay đổi. Và bắt đầu từ thế giới của con, cộng đồng này sẽ được thay đổi. Cha ơi, cũng chính mình con nữa, hãy thay đổi con. Con cảm ơn Ngài. Con giao phó anh chị em cho con tại đây trong tay Chúa. Và con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.